Dạ em tên là Nguyễn Thị Kiều Hồng Vàng. Wow, cái tên thật là ấn tượng và đặc biệt phải không các bạn? Vàng mình năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ em năm nay 23 tuổi, em làm tóc. À mình đi làm cho người ta hay là mình kinh doanh? Dạ em làm cho sư phụ của em. Rồi. Em ơi cho anh hỏi lại, hồng vàng hay là hồng vàng? Dạ màu hồng vàng. Hồng vàng. Hồng mà màu vàng nữa, tức là hai màu đúng không em? Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai. Em tên là Tuấn, 32 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ công việc của em là bên nhân viên cây xanh. Cụ thể là em đi chăm sóc cây xanh, tưới nước rồi cắt tỉa. Hay à, cái nghề này hay đó nha. Dạ. Vàng ơi, trời chị kêu Vàng ơi, chị thấy năm nay chắc chị giàu quá Vàng ơi. Trước giờ em đã có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà hồi đó còn em đi còn đi học lớp 12. Cũng có mấy tháng rồi chị, tại chị đi tập thể dục rồi hai đứa nói chuyện qua lại cái quen nhau, có bố em biết luôn. À. Sau đó em đi lên thành phố rồi, do không hợp nên xa về địa lý á chị. Với lại không thích nữa nên em... Từ xưa giờ là một mối tình đó thôi đó hả? Còn mình đi, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được hai mối tình. À. Cái mối tình đầu tiên của em là nó học trò thôi anh. Học đi học xong yêu nhau đúng không? Dạ. Em muốn nói tới mối cái tình gần đây của em á, là mối tình ở qua mạng. Qua mạng hả? Dạ. Lâu không? Mối tình đó lâu không? À, mối tình đó thì xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng thôi. Ủa em, mình chat với nhau, mình yêu nhau trên mạng luôn hả? Mình chat nhau chỉ là cái phương tiện để mà mình gặp gỡ và tìm hiểu thôi. Rồi sau đó thì em và cô ấy nói chuyện với nhau và cảm thấy có nhiều điều giống như cái người mình mà đang chờ đợi vậy đó. Nó cảm giác rất là mạnh. Bây giờ bạn có thể tả một chút xíu cụ thể khi mới gặp nhau ở ngoài thì hai người như thế nào? Em nhớ như in trong đầu của em là lần đó là em và cô ấy hẹn nhau. Hôm đó nó có giống như ông trời, ổng có một cái sự sắp xếp sẵn vậy đó. Thì bữa đó em đưa đi đến điểm hẹn thì trời đã lất phất mưa. Thì lúc đó thì cô ấy đến đón em ở trong một cái trang phục rất là bình thường. Mà em nhìn cô ấy em cảm thấy là cô ấy chính là người mà em yêu, em chờ đợi. Cô ấy cảm thấy là ướt hết người đó. Em xong thả... em làm gì để cô ấy khô? Em chỉ nói rằng là anh nhìn em như vậy anh cảm thấy, anh thấy thương em quá. Rồi như vậy là khô rồi đó. Rồi cô ấy nói sao? Cô ấy, cô chỉ cười, cười rất là tươi với em. Rồi cuối cùng là tình yêu đẹp vậy, tại sao là phải chia tay? Lý do nào mà mình chia tay? Em cũng đã đưa cô ấy về nhà để ra mắt gia đình. Nhưng mà rất là chỗ là gia đình cô ấy giống như là phải môn đăng mà hộ đối đó anh. Cái điều kiện em thì không bằng gia đình cô ấy. Ừ. Gia đình cô ấy cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Đến cuối cùng thì cô ấy nói là phải chịu ý cho cha cô ấy. Tức là nghe lời gia đình cô ấy. Dạ, vậy dạ, là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Thế còn Vàng, từ xưa giờ bạn có quen ai ở trên mạng chưa? Dạ cũng chat mà làm bạn à, chứ em không có tin vào tình yêu trên mạng. Tại sao lại không tin? Mạng ảo lắm chị. Ảo gì bên em, tao yêu thiệt mà đâu ảo gì đâu. Đó, bên đó trời ơi, chắc 500 chắc được có 10 à. Biết đâu mình nằm trong số 10 đó thì sao? Em không có may mắn vậy. Thực tế thì Vàng muốn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Hài hước. Hài hước. Em không quan trọng chiều cao hay là ngoại hình. Em quan trọng nhất là có trái tim, tâm hồn. Nói chung là thân thiện với mọi người, thương mọi người. Không có xạo. Không có xạo, biết rồi, hồi nãy giờ là không thích trên bàn quyển. Bên đây không hề xạo một xíu nào hết á. Bạn trai không có để tóc dài được. Em không thích tóc dài. Em không thích đi mà kéo dép lê, em không thích. Đi kéo dép có gì đâu mà anh tức quá. Sao kéo thử. Ta đi dép ta kéo có gì đâu mà phải không thích. Nghe chói tai. Không có lịch sự gì hết trơn á. Rồi sao, mắc mới gì tóc dài không thích? Em thích cắt gọn gàng lên. Nhìn tại nam, sao em để tóc dài được mà em bắt bạn trai em nhìn không để tóc dài? Nhìn nam tính. Nam tính. Trời ơi, vậy tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào? Nếu giả sử đừng là người yêu em thì em sẽ, nếu cô ấy làm những gì mà cô ấy cảm thấy thích và điều đó là tốt cho cô ấy, em sẵn sàng để cho cô ấy làm. Em hỗ trợ, em ủng hộ hết mình. Chắc không? Dạ chắc. Rồi giờ cái điểm nào mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Ví dụ như là nói nhiều quá một cái vấn đề gì đó. Em có nói nhiều không? Ờ em nói cực kỳ nhiều. Chết là xong rồi. Trời ơi tóc gì mà để dài dữ vậy ông? Thiệt hả chị? Gọn gàng chứ. Trời ơi tôi nói chơi mà có thiệt vậy đó hả? Quay mặt qua đây coi coi làm gì mà quay bên kia vậy, xích qua đây quay cái ghế qua. Dạ. Đó. Vậy thấy em sao ạ? À? Quá đẹp trai luôn. Cảm ơn chị. Chị đẹp gái. Trời ơi. Bởi tôi nói đời cho đi là sẽ được nhận lại mà. Nhưng mà về cắt tóc rồi lên gọn gàng nha không? Dạ cái này chắc là để không còn tóc luôn á chị. Rồi giờ bạn đứng lên coi. Bạn đi thử một vòng tôi coi coi. Dở dép lên. Trời ơi đó. Để nghe em kia không?
đi mà lết lết là cô chia tay. Nhưng mà nó nghe nè, dạ, bữa nay mình đi tới mình đi cô gái thì sao không mang giày mang dép vậy? Dạ nó em... vậy gần gũi hơn. Không phải, em sợ thường thường cái người mà thích mang dép vậy là đi là mang khi nào dép nó cũng lê dọc đường nè. Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lê dép, nếu mà em thấy anh lê em sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Thấy là không được, là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê nữa là thiêu rồi. Còn mai là khó chịu lắm. Gái tôi hỏi là bạn có đam mê âm nhạc không? Em thích nghe nhạc, em hát cực kỳ dở. Nhưng mà em thích hát. Vậy hả? Ôi thích hát, hát thử một câu, hát thử một câu. Trời tôi thích nghe mấy người nào mà hát dở mà thích hát lắm. Cái đó là nhược điểm của em đó chị. Hay mà hát là chuyện bình thường, hát đi em, hát đi em. Nhược điểm của em là nửa đêm em hay dậy em hát lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ em cứ coi như đây là nửa đêm đi. Mà em hát phải minh họa. Rồi em minh họa đi. Chị mời em. Kỳ vô vị, 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 kỳ vô vị. Thôi không phải là thôi. Thôi thôi thôi. Dở quá không anh. Ủa cái kỳ vô Mỹ, kỳ vô Mỹ là ý nghĩa gì? Cái bài đó em không biết tiếng gì nữa mà em thấy nó hài hài. Em thích hài hước mà. Đi hài đã già cũng cười chưa á. Bạn em Nam thấy sao cưng? Em cũng rất là thích hát. Bây giờ em đáp trả lại bạn gái một tí đi rồi em cũng... Dạ. Em thích bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay nghe. Trời đất ơi. Tại vì hát hay nghe em dìm hàng em sao? Không, chị nghĩ không ai dìm nổi em. Em hát hay, hát thử coi. Hát thử, hát thử cho dạ, bạn gái nghe dạ, coi. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rèm ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Được à, được ạ. Được. Thôi rồi. Chết em rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Chết em rồi. Em như cô gái mà như vậy là chết rồi. Nghe người ta nói gì không? Không có thích cái người hát hay hơn. Em hát, em có hát hay em phải cố tình em hát dở chứ. Còn em hát hay kiểu đó là tiêu rồi. Không có mắc mớ gì người ta hát hay không cho người ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì kiếm chồng là kiếm chồng, hát hay là hát hay, hai cái khác nhau. Hát hay là dìm hàng người ta. Ui, nó khó chịu rồi, cô ế là vậy đó. Ờ kệ người ta. Ủa anh nó dở hay là anh này nó dở? Tôi không biết sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời. Mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Hát gì đâu. Rồi mở màn lên. Thì hát hay. Sao bây giờ bạn bên đó hát hay hơn mình rồi, em thấy thì sao? Trời ơi, hát hay là không chịu rồi đó. Anh nói với em kiếm mà có ai mà hát dở nghe mình cùi vậy nè. Nhưng mà hát hay chỗ nào cũng được anh. Trước mặt em không được hát hay. Người ta hát dở nhưng mà người ta có độc chiêu. Anh làm được không? Nói chơi chiêu vui chơi nha, em có duyên lắm á. Hát lại lần nữa anh coi. Thôi ơi, nó hát. Thôi đừng có nhìn hàng người ta. Xây mặt lại đi. Có 2 phút bắt đầu. À, anh thấy em có giống như trong hình tượng anh muốn tìm không? Em thể hiện nhiều cái khác lắm. Nhưng mà có một điều anh nghĩ rằng là em là người cũng có thống tình cảm, thì biết quan tâm người khác. Đó là những điểm mà anh thấy rất là hợp. Và cái điểm đó là điểm trọng tâm của anh đó. Vậy hả? Ừ. Ôi trời, anh đi rồi. Càng ngày anh thấy em càng có duyên lắm á nha. Định bao lâu kết hôn? Thì nếu mà thấy rằng là đúng là người đó là người mẫu của mình, mà người ta cũng hiểu mình, ta đồng cảm, mình cũng đồng cảm người ta, thì sang năm là em bắt đầu tiến hành kết hôn. Chịu có một năm nữa hả? Một năm hơi nhanh. Thì không, anh nói là khái quan, nhưng mà anh đã tôn trọng em. Anh tôn trọng bạn gái của anh thì anh cũng phải xem cái hoàn cảnh của quái nữa, điều kiện quái nữa. Nên muốn mấy đứa con? Dạ hai thôi chị. À hai thôi hả? Dạ. Chị không em, hai được không? Dạ hai cũng được. chứ sinh nhiều quá tiện đâu nói. Nhưng mà anh cũng lo cho em á, nếu em sinh nhiều quá thì về vấn đề của em nó ấy, anh quan quan tâm cho em. Cái vấn đề của em nó ấy là gì? Vấn đề gì? Ví dụ như là cái nhan sắc của em, hoặc là rồi những cái mặt khác của em khi mà em tiếp xúc với bạn bè, bị bận biểu thời gian cuốn vô gia đình nhiều quá. Nhan sắc sao? Nhan sắc là vậy sao? Em thấy rằng là nhan sắc của ấy rất là đẹp, đẹp trong mắt của em. Anh thấy em rồi đó, em đâu khác quá người luôn, quá khác người bất thường. Anh thì không hãy để tâm cái vấn đề đó. Hỏi em có phát hiện ra một cái điều gì đáng nhớ cô gái này không? Có lẽ nhiều khi nhìn có em khóc quá em nhớ. Khóc quá, khóc quá. Anh thấy cái nụ cười này rất là khó quên nha, đang cười lại. Đó, đừng có bình miệng. Đưa ra 1, 2, 3 cười nè. Hết cười rồi anh ơi.
Để nụ cười đó còn có duyên ha. Dạ dạ đúng. Rất là đáng nhớ. Anh nói em mới để ý anh là thấy vậy. Trời, đi tìm người yêu mà không nhớ gì hết á. Để em cười trước mặt ảnh luôn mà ảnh không có, để ý. Có khi ra khỏi cái chỗ này rồi anh mới chấn tĩnh lại anh mới nhớ được. Dạ, sao vậy? Dạ, em dạ, làm dạ, anh gì mà anh không chấn tĩnh nổi? Rồi khúc lúc có những cái mà mình không thể giải thích được em à. Nhiều khi cái điểm độc lạ của người phụ nữ của mình tiếp cận á, nó làm cho mình bị cảm giác như là nó ba hồn hay nó bay bổng. Ba hồn bay bổng hả? Bố ba hồn chính dí phải tập hợp vậy đây. Rồi thôi. Hết thời gian rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. Đây. Dạ, nút của em đâu anh Quỳnh Linh? Đây cái nút nè. Nút. Em muốn là nút nào tùy em kiếm nút đi. Cho thử em kiếm nút. Đúng rồi em. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ cảm giác của anh thấy thế nào? Em lại cảm thấy gần cô ấy hơn nữa rồi, em run nữa. Đúng rồi, giờ đang đứng gần nè. Dạ. Sao run trời. Anh nắm tay em nhé. Rồi nhìn thẳng vô mắt người, nhìn hai người nhìn thẳng vô mắt nhau coi. Nhìn nhau cười, 1, 2, 3 cười. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình ha. Dạ. Rồi mời hai bạn xuống dưới đợi một chút xíu.